chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chè mè đen. Các bạn ơi, đây là 2 lạng rưỡi mè đen. Bây giờ ta bắt đầu bật bếp lên. Ta để lửa nhỏ các bạn, lửa to ra nó dễ bị cháy. Mè đen ăn là rất tốt cho sức khỏe. Các bạn ơi, mè của mình đã được rồi các bạn. Ta nếm thử là nó giòn, nó thơm lắm rồi. Giòn, nó thơm lắm rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bắt đầu ta đổ cố ra xay. Các bạn ơi, mè của mình đã được rồi, ta đổ ra cái chảo. Ta lấy cái nồi ta nấu các bạn ạ. Bắt đầu ta đổ cố ra xay. Đổ nước qua các bạn ạ. Ta xay mè các bạn ạ. Bạn ơi, mình xay khoảng 3 phút mình cho cối nghỉ nhé. Các bạn đừng xay lâu cối nó cháy. Bây giờ ta bắt đầu đổ nước vào trong cối à, trong nửa lạng bột gạo này các bạn ạ. Ta cho nửa lạng bột gạo trong cái chén này, ta quậy lên, ta rây lên để nó khỏi lợn cợn, cho bột nó tan.
ta cho vào đây một ít muối các bạn, khoảng nửa thân nửa muỗng muối, với lại một đầu đũa vani. Đầu ta đổ đường vô, hai lạng đường các bạn, ta bỏ thử hai lạng đường xem là nó có ngọt không, nếu mà không ngọt lát ta bỏ thêm. Lâu quá rồi mình chẳng có nấu chè này nên là không có nhớ. Chè này nấu nhanh lắm các bạn ạ. Mình chỉ rang mè lên cho nó thơm, bắt đầu mình xay. Xay xong bắt đầu mình nấu, đổ nước mà mình nấu cho sôi lên, mình cho bột, cho dừa vô là xong rồi. Các bạn ơi, cái nồi mè mình đã sôi rồi, ta bắt đầu chế bột vô các bạn. Ta chừa lại, nó sợ nó đặc quá ta chừa lại. Bây giờ ta bắt đầu chế nước dừa vô. Ta bỏ 15 hành nước dừa vô các bạn. Nếu mà các bạn muốn ăn ít nước dừa cũng được. Nước dừa này mình chỉ cho sôi lăn tăn mình bắt thôi, các bạn đừng có đợi đun lâu. Đun lâu thì chè nó không có béo nữa. Mình xem là nó đặc rồi thì thôi, mà mình nó lỏng thì mình chêm thêm bột. Ngọt vừa. Các bạn ơi, mình đã bắt đầu sôi lăn tăn là được rồi các bạn. Tại vì mình rang mẹ đã chín rồi mà. Vậy là ta đã xong rồi. Giờ mình múc vào mình ăn thử. Nóng quá ít rồi. Ngon quá. Ngon lắm. Nhưng mà nóng quá. Vậy là ta đã xong hoàn thành rồi các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở các video sau.